liệu Trần Lưu Quang sẽ thành củi hay thành trụ của nhà Tô Lâm. Chuyện ông Trần Lưu Quang được thuyên chuyển từ vị trí Phó Thủ tướng sang vị trí Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã làm dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng ông Quang sắp thành củi, nhưng lại có ý kiến cho rằng ông Quang sẽ vào Bộ Chính trị hoặc sẽ tham gia bán bí thư và trở thành một phần trong bộ khung quyền lực của Tô Lâm. Ý kiến cho rằng Trần Lưu Quang sẽ thành củi dựa vào những dấu hiệu trước đây vì ông Nguyễn Văn Bình và ông Trần Tuấn Anh đã ngã ngựa trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đây được xem là ghế mà ông Nguyễn Phú Trọng dành cho những người đang chờ kỷ luật phải ngồi tạm. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có cùng ý định như ông Nguyễn Phú Trọng hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Văn phòng Trung ương Đảng đã đổi chủ thì ắt luật chơi cũng sẽ thay đổi. Ông Tô Lâm khó mà đi lại lối mòn của ông Trọng nếu lối mòn ấy không giúp gì cho quyền lực của ông ta. Thực ra, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính Trung ương là hai ban mà ông Trọng đã tái lập để tiếp giao cho người mà ông lựa chọn. Ban đầu, ông Nguyễn Bá Thanh được giao chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, còn ông Vương Đình Huệ được giao chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Cả hai ông đều là người được ông Trọng sử dụng, chứ không phải là người mà ông Trọng muốn xử lý. Một thời gian sau đó, ông Trọng mới tống những người chờ xử lý vào Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn tin nội bộ cho biết gia đình ông Trần Lưu Quang có ân nghĩa với ông Tô Quyền, là bố của Tô Lâm, trong thời gian ông Tô Quyền vào Nam công tác. Việc Trần Lưu Quang lên chức như diều gặp gió được cho là nhờ có sự tác động của ông Tô Lâm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi còn là cánh tay đắc lực của ông Trọng, Tô Lâm đã khéo léo nâng đỡ người thân để tạo nên vây cánh cho mình. Nếu nói xử lý ông Trần Lưu Quang thì cũng khó, bởi ông Quang chưa ngồi đủ lâu ở các vị trí mà ông đã kinh qua. Hơn nữa, nếu ông Tô Lâm muốn xử lý ông Quang thì không cần đợi đến lúc này. Trước đây, ông Tô Lâm có thể xử lý bởi ông có trong tay cả một kho dữ liệu đen của các quan chức từ Trung ương đến địa phương. Những thông tin tiêu cực cung cấp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là từ Bộ Công an mà ra. Hiện nay, ông Tô Lâm đang cố gắng sắp xếp lại ban bí thư và ông cần có thêm người thân tín ở ban này. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Hòa Bình đã chuyển sang chính phủ làm phó thủ tướng thường trực, còn ông Trần Lưu Quang thì sang Ban Kinh tế Trung ương, để sau đó Tô Lâm sẽ đưa vào ban bí thư, thậm chí có thể vào cả Bộ Chính trị. Hội nghị Trung ương 10 sắp tới sẽ là lúc mà các bên tranh nhau trên mâm quyền lực. Với quyền lực mạnh nhất, át hẳn Tô Lâm sẽ có đủ khả năng để sắp xếp cho thuộc hạ của ông ta vào Bộ Chính trị hoặc ít nhất là vào Ban Bí thư. Điều đáng nói là nếu ông Trần Lưu Quang vẫn làm phó thủ tướng, muốn vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị thì cần có sự giới thiệu của ông Phạm Minh Chính, vì ông Chính là người đứng đầu Đảng ủy Chính phủ. Còn khi ông Quang trở thành Trưởng ban Kinh tế Trung ương thì muốn vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị cần sự giới thiệu của Tô Lâm. Ông Trần Lưu Quang vốn được bố trí thay thế vị trí của cựu phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh trong chính phủ. Tuy nhiên, ông Quang đã không thể trở thành phó thủ tướng thường trực vì không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, sau khi trở thành Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Quang sẽ có cơ hội lớn hơn để vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị. Sắp tới, nếu ông Trần Lưu Quang vào được Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị thì có thể kết luận ông Quang là người của Tô Lâm. Hầu như chắc chắn rằng Trần Lưu Quang sẽ không thành củi mà là cánh tay đắc lực của Tô Lâm. Giờ đây, Tô Lâm cần sắp xếp lại Ban Bí thư hơn là dùng Ban Bí thư để xử lý những nhân vật sắp vào lò. Hơn nữa, bản tính của Tô Lâm thích đánh úp, chứ không ít đợi khi đến tội phạm giam lỏng rồi chờ xử lý sau như ông Trọng đã làm. Quý vị các bạn vừa xem bản tin liệu Trần Lưu Quang sẽ thành củi hay thành trụ của nhà Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Có phải Tô Lâm đang muốn hất Phan Đình Trạc ra khỏi mâm quyền lực? Ngay sau khi từ Trung Quốc trở về, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã triệu tập cuộc họp tiểu ban nhân sự của Đại hội lần thứ 14 tại trụ sở Trung ương Đảng. Tham gia cuộc họp bao gồm
Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Minh Hưng, Trần Cẩm Tú, Mai Văn Chính, Phạm Thanh Trà, Trần Thanh Mẫn, Võ Văn Dũng và Trần Văn Rón. 11 người này sẽ là những người có tiếng nói quyết định về nhân sự cho đại hội lần thứ 14, trong đó tiếng nói của Tô Lâm sẽ có sức mạnh lớn nhất. Đáng chú ý, tại buổi họp này không có ông Phan Đình Trạc và việc vắng mặt tiểu ban này sẽ là một thiệt thòi rất lớn cho bản thân phe nhóm Nghệ An. Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời và Tô Lâm lên thay, việc chọn thành viên bổ sung cho tiểu ban nhân sự mới này do Tô Lâm quyết định. Ngoài ông Trọng đã mất thì có 3 người khác trong tiểu ban cũ gồm Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đã không thể có mặt do đã bị Tô Lâm triệt hạ. Vì thế, tiểu ban nhân sự mới này được bổ sung nhiều khuôn mặt mới, tuy nhiên, ông Phan Đình Trạc vẫn không được chọn để bổ sung. Câu hỏi đặt ra là, liệu đây có phải là ý đồ của ông Tô Lâm đưa ra hay không? Ông Trạc hiện là người có địa vị lớn nhất và có tiếng nói mạnh nhất trong nhóm Nghệ An. Sau khi ông Vương Đình Huệ ngã ngựa, ông Trạc là thành viên Ban Bí thư khóa 12-13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Giờ đây, khi đã thay thế ông Trọng, ắt hẳn Tô Lâm cũng tính đến việc thay thế những nhân vật do ông Trọng đã cất nhắc lên trước đó, trong đó có ông Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, với một nhân vật từng làm trong ngành công an và đang là Ủy viên Bộ Chính trị thì Tô Lâm không thể loại ông Trạc một sớm một chiều mà phải làm từ từ thực hiện. Trước hết phải hạn chế vai trò của ông Trạc, rồi sau đó mới tính đến chuyện hạ bệ ông ta. Ông Trạc từng muốn nhảy vào Bộ Công an để tranh giành chức Bộ trưởng vào thời điểm Võ Văn Thưởng mới từ chức. Điều này khiến Tô Lâm suýt trở thành hổ bị điều ra khỏi hang để mà thịt. Có lẽ Tô Lâm biết rất rõ ý đồ của ông Trạc và nhóm Nghệ An nên quyết ngồi lại ghế Bộ trưởng cho đến khi sắp xếp được đàn em thay mình. Hành động kể trên của Phan Đình Trạc đã để lộ ra tham vọng của ông ta và nó trở thành bất lợi cho ông sau này. Việc ông Tô Lâm cho bắt giam Phó Ban Nội chính Trung ương được xem là bước đi đầu tiên để tiến đến loại bỏ ông Trạc ra khỏi chính trường. Số phận ông Trạc hiện nay đang treo lơ lửng, phụ thuộc rất nhiều vào lời khai của Nguyễn Văn Yên. Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 có nhiều người, nhưng đáng chú ý là những nhân vật trong Bộ Chính trị. Bởi các ủy viên Trung ương Đảng thường có tiếng nói không đủ mạnh để giành lấy lợi thế cho phe cánh của mình. Đáng chú ý, trong tiểu ban này có Phạm Minh Chính, Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Lê Minh Hưng và Trần Thanh Mẫn. Trong đó, Phạm Minh Chính và Trần Cẩm Tú là hai gương mặt cũ đã có trong tiểu ban này từ khi ông Trọng còn sống. Tướng Lương Cường là nhân vật mới được bổ sung. Tiểu ban nhân sự của một đại hội được xem là đội quân gác đền cho đại hội đó. Việc ông Trạc không có tên trong tiểu ban này là mối bất lợi lớn cho nhóm Nghệ An. Dù nhóm này vẫn đã có bà Phạm Thị Thanh Trà tham gia tiểu ban, nhưng bà Trà chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, tiếng nói không đủ mạnh. Với việc Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, Phạm Minh Chính nắm chức Thủ tướng, có thể nói những người gốc công an đang làm mưa, làm gió trên chính trường tại Việt Nam. Tất cả đều là những đối thủ cứng cựa, khó có thể bị đánh bại. Ông Phan Đình Trạc cũng xuất thân từ ngành công an và thuộc nhóm Nghệ An, cho nên Tô Lâm muốn loại ông Trạc cũng không hề dễ. Chúng ta hãy cùng đợi xem Tô Lâm sẽ dùng biện pháp gì sắp tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin có phải Tô Lâm muốn hất Phan Đình Trạc khỏi mâm quyền lực hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de